Đà Lạt được biết đến là một thành phố thơ mộng, nhưng ẩn chứa sau đó là những câu chuyện về những ngôi nhà ma u ám lạnh lẽo. Điển hình như ngôi nhà này. Chuyện kể rằng căn biệt thự này nguyên là của một viên tướng người Pháp. Ông này có thú ăn chơi chép tán, thường đưa các phụ nữ về đây rồi mời bạn bè đến tiệc tùng, càng hát thâu đêm. Một trong số phụ nữ ấy có mang 3 tháng trong một buổi tiệc do vô tình mà thành ra thất lễ với bạn hữu tên viên tướng. Chẳng ngại ngần, ông ta rút súng chết rồi vứt xác cô dưới gốc cây gần đó. Có lời đồn rằng cô gái khi đó mang thai sinh đôi. Từ đó người đi đường thường thấy xuất hiện một cô gái mặc áo trắng, ngồi xõa tóc dưới gốc cây hét gù hai đứa trẻ. Và còn rất nhiều lời đồn tiêu dệt xung quanh ngôi nhà này khiến căn nhà đá âm u này càng thêm đáng sợ và kỳ bí hơn. Nghe nói là cái lá bùa ở trên đó em? Cái lá bùa trên tầng 1. Tại vì trên đó có hai phòng lận. Một phòng là bị chấn nhiễm cái lá bùa bên trong. Nghe nói cái phòng rất là rùng rợn á. Wow, ở đây có cái tấm bức phù điêu rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá ở tầng dưới trước đi, rồi sau đó bước lên lầu nha. Nghe nói là cái phòng số 6 này thường xuyên xảy ra những hiện tượng tâm linh ở bên trong này nè. Là giống như là cái gì? Khoan. Anh gõ cửa chưa? Anh gõ cửa chưa? Em làm anh sợ. Chưa có lấy tính lấy đèn pin nha. Xoay vô các bạn. Wow, ở đây có chiếc ghế làm hết hồn hả? Ở đây có những cái vật dụng rất là ghê luôn. Cái gian phòng số 6 này rất là bí ẩn. Bí ẩn là tâm linh là sao em? Tâm linh. Hả? Tâm linh. Tại vì em nghe đồn rất là nhiều những cái hiện tượng tâm linh bên trong cái gian phòng 6 này. Dạ. Đúng rồi. Ở bên trên còn một cái hình như là bữa trước là có live stream ở đây phải không? Đúng rồi, em có trải nghiệm ở đây ban đêm mà. Rất là rùng rợn. Rồi có thấy gì không? Nói chung là nổi gáo. Dạ. Nói chung là sợ lắm. Nhưng mà có thấy sao, nghe nói em là thấy là cái bóng vụt qua hay gì? Đúng rồi, trên tầng 1, trên tầng 1 là có bóng đen vụt qua ngay chỗ lá bùa á, ngay chỗ lá bùa. Ghê các bạn. Đây đây có một cái gian phòng này. Bên đây thì tao gần nghĩ là chắc cái này cái không gian bếp đó các bạn. Đúng không? Đúng rồi. Không phải đâu. Cái khúc này là khúc dưới là không gian bếp hay gì nè? Không, cái này là như là cái quầy hay là phòng này. Vô phòng này thử coi các bạn ơi. Vô phòng này. Cẩn thận nha. Ê. Rộng ghê. Ê đây đúng là gian phòng bếp anh ơi. Đây đúng là gian phòng bếp nè. Đây gian phòng bếp nè các bạn. Wow, ổn cơ. Ê, sao quen vậy? Sao giống cái chai nước mắm hồi trước á anh bạn cho em? Đúng rồi. Đúng không? Nhà anh sản xuất. Mà sao nó nằm đây? Thì người ta xài, chắc có thể là người ta xài cái loại nước mắm này nè. Thì đây là một trong những cái loại ngon nhất của nhà Hiệp Hương nè. Mọi người á, có ai có nhu cầu muốn mua thì Cường để ở dưới cái giỏ hàng nhé. Em ở đây đang có cái chương trình combo á. Nếu mà em có muốn ăn á thì em cứ bấm vô giỏ hàng. Trong nhà hàng có hả? Ừ, nó áp dụng theo cái công thức truyền thống luôn để cho ra cái loại nước mắm này nè. Ăn rất là đậm đà luôn. Em ăn thấy đậm đà không? Nó nhẫn không? Anh tặng em hai chai hả? Chỉ có trong vòng một tuần thôi là hết hai chai nước mắm luôn. Hình như nghe nói ba em ăn dữ lắm hả? Đúng rồi, ba em thích nước mắm này luôn, ăn một lần là thích luôn. Ăn mặn dữ hả? Cái không gian bếp đúng rộng luôn á. Đúng rồi. Kiểu như thiết kế kiểu như kiến trúc Pháp hồi xưa. Đúng không? Nè, anh nhìn cái khung nè. Đây là chắc cái phòng toilet cho nhân viên. Giờ chúng ta sẽ đi lên lầu nha. Đúng rồi, lên lầu nha. Ê, ở dưới cầu thang là có thêm một cái căn phòng gì nữa là em nghĩ là chắc là khu vực nhà vệ sinh á. Mọi người vui lòng thay dép tại đây. Vậy là cái nhà vệ sinh đặt ở dưới tầng hầm các bạn. Tầng hầm ngay dưới cầu thang. Đúng rồi, dây nhợ từ la nè. Đúng rồi, nhà vệ sinh đúng không? Ý, có cái quần của ai kìa. Ồ, rất là ghê luôn. Thì em có biết cái câu chuyện anh vừa kể cho em nghe không? Biết, em cũng biết, em cũng có tìm hiểu. Tại vì người dân người ta cũng đồn về cái câu chuyện đó. Em trước khi mà em tới đây em live stream em không biết về câu chuyện đó hả? Không, em trải nghiệm thôi, thì đêm đó em mới cảm nhận được cái tâm linh. Wow. Đây chắc có thể là cái nơi chứa ba cái vật dụng cá nhân. Ồ, lên đây mới đáng sợ các bạn ơi.
càng lên ha, cảm giác càng lạnh rồi ha. Đấy, một phần là cũng cái không khí Đà Lạt đó, sương nó xuống á. Nãy anh quên đem cái áo khoác, hơi lạnh. Wow, bây giờ khám phá nè, cái nào trước? Qua bên đây trước đi, góc này nè. Đây nè, cái văn phòng gì đó. Đây nè, nè. Wow, nhìn theo cái kiến trúc y chang như là Tây Nguyên luôn ha các bạn. Nhà sàn á. Ở đây dây điện đồ này nọ họ tháo ra hết rồi. Giờ mình đi tới đây đi chưa? Ý, quá cái lá bùn, cái lá bùn cái gì á, cái gì á, cái lá bùn, cái lá bùn hết hồn luôn bạn. Ê, có nhang đó Đăng Cường, có trứng gà nữa kìa. Quá hồi ghê ghét bạn ơi, ghê quá. Họ đang dùng cái nghi thức gì vậy ta? Em nghĩ là chắc là loại hồn cầu cơ gì đó. Ai đập cái trứng gà ở đây? Cái lá bùn này, cái lá bùn này mới là ghê nè. Em nghe nói cái lá bùa này là dùng để chứng điểm ma quỷ. Mời thầy về chứng nghiệm. Ghê thiệt chứ. Thì á, theo Cường nghĩ nơi này có thể là nơi được cho là có cái sự tâm linh nhiều nhất. Họ mới chứng điểm ở đây để cho cái cô gái đó không còn quấy phá nữa. Đúng rồi. Cho nên những người ta mướn cái mặt bằng ở đây á em, làm cái nhà hàng á, chắc họ làm ăn không được. Đúng rồi anh. Nên bỏ đi luôn các bạn. Có người vô đây cầu cơ các bạn, hay là làm một cái nghi thức gì đó, tự nhiên có cái hộp gà ta. Cường đang nghĩ hoài không ra luôn á. Theo em thì cái nghi thức đập hộp gà là sao? Là có nghĩa là người ta sẽ đặt một hộp quà xuống đây, người ta sẽ bỏ một cái nén nhang lên. Để làm gì? Người ta sẽ cầu cơ. Quay hay gì? Cầu cơ bằng hộp gà. Nghi thức cầu cơ bằng quả trứng gà. Là khi mà người ta đặt trứng gà đứng á, người ta sẽ đặt một cây nhang lên cái trứng gà. Khi mà cây nhang xoay á thì sẽ có hiện tượng tâm linh ở bên trong cái nhà phòng này. Rồi có mấy con số không? Có để cái bảng có mấy con số không? Cái kiểu như là cầu cơ xin số đó, nhưng mà ở đây là người ta đang giống như là xin một cái tín hiệu để cho cây nhang xoay. Không biết là cái vong hồn của cô gái đó còn tồn tại không sau khi mà họ dán lá bùa chứng nghiệm ở đây. Em nghĩ là chắc là còn anh. Tại vì có lá bùa đâu có thể quậy nữa. Không, từ lúc mà người ta yểm cái lá bùa này nè, bắt đầu mà người ta đã yểm rồi thì càng quậy hơi hung vô không. Anh thấy em hơi run phải không? Nói chuyện hơi run run. Bị sợ. Nói chuyện mà bị lẹo lưỡi luôn á. Cứng lưỡi luôn. Em này là em cũng sợ lắm, sợ ma lắm, nhưng mà thích đi săn ma. Bữa bị nhập hết lần khi mà quay clip của Cường á các bạn nhớ. Mình đi vô cái căn phòng này đi, phòng này rộng nhất trên tầng nè. Bữa nay mày vô đây mày có cảm giác sợ không? Có. Hả? Ẩn lạnh nổi da gà luôn. Vậy hả? Cầm cái đèn pin giùm coi. Sao ông nói gì? Ẩn lạnh nổi da gà luôn. Gung hả? Thấy cái lá bùa là sợ liền phải. Sợ chứ. Lá bùa nó ghê quá. Lá bùa đó, lá bùa chứng yểm ma quỷ mà anh. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Cái khúc này nó hơi điên rồng rợn nghe. Giống như là nãy giờ qua mấy cái phòng kia cũng đâu có cảm giác gì đâu. Vô đây tự nhiên nó gạch lạnh sống lưng em. Anh có cảm giác sợ anh sừng rung vậy đó. Em thì bị đớ lưỡi, bị đớ cái miệng cứng miệng anh. Rung mình luôn á. Gì vậy? Vô đây hả? Cái cửa tự đóng rồi người ơi. Xuống rồi, xuống rồi.